Đầu xe nó dạ thì tiền để cho chi cho phong dư cho số hộ số cho số đời giờ tiền nó cố lò cố cảnh tàu đó sẽ hỏi thì giờ lò chi cho này cho chi cho phong dư cho khá cho số hộ số cho ấy rằng gì thì và thế chia sẻ thì số đời giờ chỉ xa đi trả thế số đời anh chỉ tàu tàu kiện nó cá nhân rồng nó là cũng chỉ muốn chi tiết rồi cho các lò cho tờ cho khó xử nó là một trò tiền tại tù xin giờ thì anh chị lo là giờ tụi phải anh chị lo nếu cô tỏ tả luôn anh ra xe cho nạp mò thổ ta sủ đùa này ngủ xa lúc trò thì ở sinh lấy ý là lúc nào chạy tới giờ nó này ngủ gì và lúc thì trò ở sinh lấy ý lại thì lúc nào giờ nó tờ cho cái tin này trả để lo tiền giờ rơi rò không dư sờ đờ lò cu một lần hàng tờ giải tàu khó xóa sự nó là giờ nó xóa để những chị lo tôi cho sờ đời chơi à tàu tàu lúc này do xe tàu tua lại thì tiền sờ đời tôi một sái một chùa lò rèn từ tôi một cổng để những chị lo luôn thành con thành tua ô lò rèn từ chuẩn từ cháu cho nó lò rèn từ xưa nó cứ đi không dư cô phong xe chạp lại ở tu xe cha con trò sợ đời luôn ấy trò sợ đời tu xe ở thì chỉ giờ này hàng đầu của bé nhau lãnh nhau khó nhau đến đây để bé tôi trò sai sửa chỉ tàu chủ nhà nhau đến đây chủ nhà bỏ tôi sợ YouTube nó chỉ sợ tàu khó xóa sự nó chỉ cứ giờ muốn cho là tôi sợ sợ chưa sợ đời bỏ sợ đời sai à sợ đời họ lúc họ sợ là sự tí tôi muốn sai sửa chỉ tàu nó cứ tí không gì nữa nên thế giờ hiện tại của cái tiệm phun sơn đời ta tiểu thì nó sau đời của tôi chùa nông từ tôi sai tôi chùa tôi chọn ta đã lệ khoa rồi ba nhẹ ba chia để trả là rồi tôi ba trầu điện giờ những chỉ lâu họ tàu cho là một giờ đi họ cho là vô trầu thì những chỉ lâu luôn thành sau đời ba nhẹ ba chia và để sẽ đến chữ tôi trong từ lần này cái tiệm phun nữa thì hiện tại bây trong đi trả lời giải hai môn thi giờ đi trả lời bây giờ tàu ba tàu một thế này thì xin chúng nó bây giờ chỉ tàu xe hỗn lữ bây giờ thì nhập quân nó xóa nó thế thế cứ thì chỉ tàu dân thì mà nó ta số nó bây mà họ chuẩn bị liệu thì nó tàu tên nó thế bây mà xa xe bây họ giờ tàu một cậu dân chỉ lâu luôn thành thế nữa cái tiếp như thế này bây mà đi xa xe tàu một bây họ giờ tàu mỗi bây lần thế như thế này bây giờ bắt đầu tàu một thế nha của giờ xả đi thì chùa tính cậu tính chọn tôi ta mọi người xin sẽ biết của một giờ lợi thế một đề trả lời sẽ được họ phát so khá thổi lư ba sai nữa họ nào biết sân đợi thì được của một cộng lũ tính thế nữa cứ tiếp như thế nữa một điều chọn tao sân đợi nhớ rằng một đề nào thật đi nào xứ biết của một thế chế thật nào xứ ấy một đề trả lời sân đợi họ so cho sân đợi chế liền được họ ba ba sân gặp biết sân đợi thế cộng một lúc đã đúng rồi họ biết rồi toàn thế là sân đợi họ giải tàu sai thế họ bỏ đi hẳn nữa cứ tiếp như thế nữa thì nó sư ấy với cho khó đua nó cho sơ đời say tiền mình gì đấy thế thì đua thì cứ trả cho nó sơ đời say khó mình gì rồi thế thì bên con thì biết thì nó tả nó sư tệ hay là tàu mù thế hay là mù sau những chị lo hay là còn là luôn thành ít tiền đấy cứ đi không gì nữa nên thì nó sư nữa sơ đời nhau rồi nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quất châu à con à. Tích chờ lu, tích chờ nó cho dùng bê lu này ạ. Thank you.